Thân kính chào quý anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của cuộc sống văn hóa ẩm thực nha mọi người. Hôm nay mình có cái dịp đi siêu thị nha mọi người, đi siêu thị Ion Mall ở Tân Phú nha mọi người. Đây là cái siêu thị lớn nhất Sài Gòn á mọi người. Thì mình hay quay sầu riêng với lại trái cây cũng như với ẩm thực á mọi người. Hôm nay đi vào đây á, mình sẽ coi thử ở trong này cái giá của trái cây nó so với các cái vựa của anh em mình hay quay là như thế nào. Bởi vì ở cái giai đoạn này thì cái mùa trái cây của Việt Nam, của miền Nam các bạn, và của Việt Nam rất là phong phú và đa dạng luôn. Giá trái cây ở ngoài vựa thì nó cũng khá là rẻ. Thì điều đặc biệt là ở trong này thì trái cây có cả ngoại, có ngoại nhập nha mọi người, như Úc này, như Mỹ này, New Zealand đồ, Nhật Bản rồi các bạn, rất là nhiều và rất là phong phú và đa dạng. Thì so với ngoài chợ hay là các vựa thì ở trong này chắc chắn là cái chất lượng nó sẽ cao hơn á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi khảo cái giá nông sản, trái cây, rau củ quả ở trong cái siêu thị lớn nhất Sài Gòn là như thế nào, để cho quý anh chị, cô chú và các bạn có hay đi chợ truyền thống của mình ở các cái vựa rồi so sánh với ở trong cái siêu thị như thế nào để các bạn có sự lựa chọn nha các bạn. Bây giờ là gần 11 giờ trưa rồi thì cũng khá là đông ở các cái khu vực ẩm thực như các món ăn nhẹ rồi các cái món chiên xào rồi ăn tại chỗ, món ăn nhanh đó mọi người, ở siêu thị Ion Mall là rất là đông luôn á các quý vị. Thì hiện tại thì ở thủ đô Hà Nội thì đang sử dụng cái chiến lược là tiết kiệm điện, cho nên là rất là nhiều cái khu vực họ tắt cấp điện luân phiên, với lại là các cái tuyến đường, các cái đèn mà trang trí neon rồi mọi người, họ tắt ở các cái tuyến lớn thì họ tắt hết rồi mọi người. Cho nên là người dân ở quê Hà Nội thì họ đa số là họ đi vào cái siêu thị để gọi là tránh nắng á mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ quay cái khung cảnh ở trong Sài Gòn này như thế nào. Thì tất cả các cái siêu thị, những cái trung tâm thương mại ở Sài Gòn thì cũng rất là đông. Nhưng mà trong miền Nam này chưa có cái tình trạng là cúp điện luân phiên như ở Hà Nội. Nhưng mà với cái tình trạng này thì mình nghĩ cũng sẽ có thôi mọi người. Họ luân phiên mà. Giờ cái sức tiêu thụ điện quá lớn đi thì phải tiết kiệm để mà đảm bảo cái an ninh gọi là năng lượng cho đất nước. Đó, các bạn thấy là ở khu vực này là khu vực của dưa hấu. Dưa hấu nha các bạn, dưa hấu không hạt. Dưa hấu không hạt với bưởi. Ở đây thì có bưởi năm roi với lại bưởi da xanh nha mọi người. Bưởi năm roi với bưởi da xanh. Bữa năm roi, bữa thì 59k một ký. Bữa này là bữa năm roi của Việt Nam. Thường thường người ta trồng ở miền Tây á quý vị. Còn bữa da xanh là 90k một. À ở đây bán trái nha các bạn. Bữa năm roi cũng 59k một trái. Họ bán trái nha mọi người. Bán trái. Ở ngoài thì hay người ta cân ký lên người ta tính tiền. Nhưng mà ở trong này thì người ta bán trái, một trái như vậy thì như trái to này. Bưởi da xanh này mình nghĩ là nó phải 2 ký, tầm 2 ký. Cái này nó có trọng lượng nè quý vị. Còn bưởi năm roi này thì cũng nhỏ hơn. Mua một trái năm roi tặng một trái năm roi. Đó. Mua một tặng một. Còn cái này là bưởi năm roi này, năm roi to hơn, nó đạt cái chuẩn. Cái này thì không, tức là cái mua cái này thì tặng cái này nha các bạn. Mua cái to thì được tặng cái nhỏ. Cái này có cái tên là Megastar bưởi năm roi. Mua cái 59k thì được tặng một cái nhỏ như vậy. Còn cái bưởi này thì không có nha. Bưởi da xanh thì không có. Mùa này là mùa trái cây ở miền Nam mà. Còn lại quay dưa hấu không hạt này. Dưa hấu không hạt thì họ tính ký nha, 25.000 một ký. 25.000 một ký dưa hấu không hạt của Việt Nam. Phía bên kia có thêm cái dưa hấu đỏ L1. Cũng bán trái luôn, 49.000 một trái. Là cái dưa hấu này nè mọi người, hấu ruột dài, ruột đỏ,
rồi dưa gan này, dưa gan mẹ mua dưa lưới, dưa gan thì 20.000 một ký, cũng của Việt Nam luôn. Cái này là cam sành nha, cam sành một túi một ký như thế này, 25.000 một túi như vậy, tức là một ký 25k quý vị. Cái này là đu đủ vàng và đu đủ giống Nhật, của Nhật thì mắc hơn, 35.000 một ký. Hình như giống Nhật là cái giống này nè. Đây là của giống Nhật không ta? À, giống Nhật là cái này. Giống Nhật là cái này, 35.000 một trái. Còn đu đủ Việt Nam thì đu đủ vàng này, 25.000 một ký. À, dưa lưới tú thanh ruột xanh 49.000 một ký. Nhiều lắm. Dưa lưới vỏ vàng 49.000 một ký. Ở phía bên đây thì có dưa lưới Hà Lan ruột xanh, dưa lưới mỏ vàng. Rồi. Dưa lưới full. Mấy cái hàng này là hàng giống của nước ngoài nhưng mà trồng ở ở Việt Nam quý vị. Dưa lưới Thaki 49k. Rồi qua đây là cái khu vực của táo nè. Mấy cái món này là món nhập khẩu New Zealand. Táo Bossy New Zealand 135k một ký. Thấy vậy ở đây là nhiều loại à. Đây là táo Cherish 99k. Táo Berries 95k. Rồi táo Kim Vàng 119k. Kiwi xanh. Kiwi xanh là phía bên kia nha. Cái này là táo, táo này là táo Mỹ nè. Lê Nam Phi. Cái này là lê Nam Phi nha mày. Cái này là cái lê. Nó dài dài à, 115.000 một ký. Đó, còn táo này hồi nãy là mình có quay là táo Daisy của Mỹ. Táo Rockies New. Hả? Gói này 149.000 hộp này mày. Giống như hộp cầu lông không? Nói chung là mùa này thì trái cây ngoại nhập quá trời luôn. Tony của Brut. Cái này nhập hàng nhập khẩu nha các bạn. Của Pháp. Quá trời luôn. Đây, ở bên này có sầu riêng nè. Để coi cái giá sầu riêng thứ như thế nào. Ở đây là táo Zars của Mỹ 140k một ký. Táo Hàn Quốc 109, cái là Mỹ, hàng Mỹ, hàng Úc rồi nó cao hơn không nhỉ. Wow, ở đây thơm bát ngát luôn. Sầu riêng loại 1 của Việt Nam. À, trái hả? Trái là 89.000 một ký nha. Còn hộp này là hộp khuyến mãi 190k. Khui rồi. Ồ, 2 ký hả? 2 ký 1 và 190. Sao rẻ vậy ta? Ê, cái sản phẩm này là hàng duy nhất của ngày hôm nay nha. 89.000 một ký. Một ký này, một ký vỏ nha. Còn cơm thì ở đây sao kỳ ta? Khó hiểu quá. Cái này là cơm này là 2 ký 3 này, 2 ký 3 là 201. Ủa sao rẻ vậy ta? Kỳ vậy. Mình không thấy trái nha, chỉ là cơm thôi nha mọi người. Ở đây là mít chuột đỏ với lại mít
Mít giống Thái sẽ mít giống Thái là 55k một ký, còn mít ruột đỏ mình là 120.000 một ký. Quá trời đất luôn. Ê, ở đây có cái bờ sáp này, bờ cái gọi là dừa sáp tươi, mà xin lỗi, cái dừa sáp này trời, 239.000 một trái. Mắc gì hả ta? Cái dừa sáp này là cái cơm nó đặc biệt lắm các bạn. Nó giống như là trái bơ vậy đó. Mọi người cào ăn cũng được luôn. Bỏ tí đường vô ăn ngon lắm. Nhưng mà mắc quá, một trái mà tới 230.000 luôn. 239.000 chứ. 239.000 một trái. Ở đây không có sầu riêng trái à, chỉ có sầu riêng ký thôi. Mình đang thắc mắc là tại sao nó cái giá nó là lạ. Hộp như thế này là hơn 2.3 kg mà 201 là sao rẻ ta, trong này không rẻ à. Ở ngoài mấy bạn bán cơm là tới 300.000 một ký luôn á. Chưa hiểu. Hình như là cái sản phẩm khuyến mãi của ngày hôm nay, duy nhất của ngày hôm nay. Qua đây là các bạn sẽ thấy các loại cam. Cam Cara của Mỹ 125.000 một hộp. Nói chung là ở trong siêu thị này Aeon các bạn là hàng Mỹ, hàng Nhật, hàng Úc với hàng New Zealand rất là nhiều. Đó. Cara Tony Fruit, thương hiệu khá là lớn. Người ta đóng hộp hết mọi người. Rồi thêm nữa nè. Cam Nero ruột vàng. Hộp 3 trái 135k. Còn phía bên đây là bán từng trái này. Từng trái bên kia là hộp 3 trái, rồi đây là từng trái. Trái này là cam cũng Nero luôn, 99.000 một ký. Bên đây là trái nó nhỏ hơn. Đó. Trời quá trời luôn, có cam thiên cam Ai Cập 69.000. Hàng nhập khẩu không à. Mùa này là mùa măng cục, mà hình như trong này không thấy măng cục à. Phía bên kia họ đang khui sầu riêng nè mọi người. Đây kiwi xanh 189k, quýt Ai Cập 59k. Nói chung là mọi người, nếu mà các bạn đi cái này, trong này còn trái cây nó còn phong phú và đa dạng hơn là của lễ hội trái cây, ở các lễ hội trái cây mà mình đã quay á mọi người. Đây kiwi xanh là người ta bán hộp 2 trái rồi, 99.000. Kiwi vàng là 159k một hộp như vậy. Đây là cái thương hiệu Tony Fruit này. Mình coi chỉ cái khui sầu riêng này. Giá thường là 139k. Ủa 89k là khui hộp hả chị? Khui cơm hả? À khui vỏ hả? À ri sáo à. Tức là khui ra bán. Con nhìn đẹp quá. Cho 59k. À như vậy là cái này một trái người ta khui ra này. Trái kia người ta cân ký là 1 ký, người ta mới khui ra mọi người. Ủa như vậy đâu được 1 ký ta? Này làm được 2 ký. Trái 2 ký người ta khui ra được cái này. À đây. À cái thông số này là thông số mà là của cái ký trên này. Tức là thông số này nè các bạn, thông số này
nó không được thử rồi, nó đâu có biết ngọt không à. Không được thử hả chị? Ờ, không được thử. Ủa nếu mà về ăn lạ có sưởng là... Nhưng sao? Dạ là người ta bao ngọt luôn rồi chị? Dạ. Bao ngọt hả? Cái này bao ngọt chứ. À hả? Bao ngọt mà không được thử kìa. Hàng đó có lượng người biết không biết nào. Dạ. Không, nhưng mà sầu riêng ở đây là vô mùa rồi cho nên trái nó ngon á. Cái này là ri sáo ở miền Tây à. Để mình qua coi cái trái nó không được to lắm, nó chỉ tầm khoảng 2kg trở lại, hơn 2kg xíu à. Không có to. Cái 2,05 là cái trái nó, cái trái nó, còn cái cơm này là không được đâu. Sau khi người ta khui ra là còn nhiêu cơm đây. Nhưng mà cái trái của nó là 2,05 nha quý vị. Giờ hiện tại là cái giá của nó là 89k một ký như thế này. Ở đây một siêu thị Eon One, Tân Phú. Đó, người ta bây giờ người ta khui ra như thế này để người ta bán cho quý anh chị, cô chú và các bạn. Người ta sẽ cân cái ký này lên, xong người ta khui hộp ra. Và cái hộp này là cơm thôi. Còn cái ký là cái thông số là nằm trên trái này các bạn. Chị đang mới chị đang khui. Cơm đẹp không? Cái này nó ngon nè. Cái này của miền Tây mình hả chị? Cơm chao hả? Về nhão xíu. Ôi, thơm quá quý vị. Trái như vậy được 4 muối. Tùy trái. Trái nhiều muối hơn, 5 muối. Đem về đâu? Pola, chuối Việt Nam. Người ta bán theo trái nha. 8.000 một trái. Việt Nam là một đất nước cũng trồng chuối rất là nhiều nha mọi người. Chuối Unifarm. Bên này thì bán theo ký. Một ấy như thế này, một phần như thế này là 4 trái. Cái này là một ký mốt, một ký hai mọi người. Còn bên này là nho đen không hạt, 159k một ký của Úc. Bên này nho, bên kia nho đen, bên này nho xanh thì cũng giá đó à, 159k một ký. Ê, ở đây có cherry à. Cherry của Mỹ 645.000. Cái này hàng nhập khẩu trực tiếp. Giá cao quá ta.
cherry Mỹ, cherry Mỹ. Bên này thì hộp người ta phân ra nhẹ nhỏ hơn, 300 gram. Cali wow, ở trong đây nói chung không thiếu gì bạn, nó còn phong phú hơn là ở ngoài hội chợ nữa. Ồ, nho gì trái nhỏ nhỏ dễ thương dữ trời. Ê, bên này bơ, thanh long, táo rồi, quá trời quá đất rồi. Trong này có công ty Tony Food, họ phân phối sản phẩm trong đây mọi người. Wow, thanh long, bơ sáp là 29k, 1kg, còn bơ, có hai loại bơ. Bơ 034 là 39 ngàn, mát hơn. Xíu, cái này thanh long. Lông ruột này ruột rất ruột đỏ hay là ruột trắng này, hai giống à. Phía bên này là táo Nhật nha mọi người, táo trái này ta trồng quá bự luôn. Táo Saikachi 529 một ký, 529 ngàn một ký. Wow, quá là phong phú và đa dạng. Các bạn thấy các nước nhiệt đới như Việt Nam trái cây quá trời luôn, mà cũng nhập hàng nước ngoài nhiều nhiều lắm quý vị. Dừa đây là dừa dứa nha các bạn, dừa dứa thơm lắm, 31 ngàn một trái như thế này, đặc luôn á. Còn bên đây là dừa sim sọ xe bự, 28 ngàn, 29 ngàn một trái. Trong này thì nãy giờ mình không chưa thấy cái chôm chôm nè, xoài ổi, ổi Đài Loan, ổi nữ hoàng Đài Loan thì rẻ hơn của nữ hoàng của Việt Nam, 19 với 25. Wow, qua đây thì có thêm măng cục, xoài các kiểu. Xoài đây là xoài giống Úc, trái nước ngoài rồi mà, 49 ngàn một ký, trời bá không? So với xoài keo của Việt Nam 39 ngàn, trái này ăn chua bao chua luôn á quý vị, xoài keo mà, xoài quất Hà Lộc thì cũng bán ký luôn, mà giá của nó là 99 ngàn một ký như thế này, xoài tư quý thì 50 ngàn một ký, xoài đây xoài tư quý này mọi người. Rồi qua là cái đặc sản mùa này rất là ngon luôn, mà có điều là con này không có măng cục cám, măng cục ở đây là 79 ngàn một ký nha, 79 ngàn một ký. Măng cục của mọi người kinh nghiệm xem cái này là ở trong này có nhiều muối này, ví dụ như đây là 2 này, 4 này, 6, cái này được 7 muối luôn nè các bạn. Cái này thì 2, 4, 6, ồ 7 muối không ta, 2, 4, 6, cái này 6. Mà ở ngoài thì măng cục rẻ hơn mọi người. Ở ngoài thì măng cục bây giờ, thời điểm bây giờ là nó rơi vào tầm khoảng 40-50 ngàn, 60 ngàn. Cũng có nhiều giá 70 ngàn cũng có, nhưng mà ở đây 79 ngàn măng cục, mà chỗ này loại này là loại khuyến mãi, bình thường thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn, không thấy chôm chôm ha. Phía bên kia là bông hoa, quá trời bãi đất. Nói chung là các bạn mua trái cây rau củ quả thì vô siêu thị Eomon là đầy đủ, không thiếu gì một cái thứ gì luôn.
Đây, cái gian hàng bán sầu riêng ở ngoài cũng tụ tập đông, mà ở trong siêu thị Eon Mall cũng người ta cũng rất là thích nha mọi người, đông lắm. Đây, xem khui sầu riêng đó, trời ơi đất. Rồi cập nhật các bạn giá cả như vậy, sản phẩm ngoại có, sản phẩm nội có, nhập khẩu có, táo có, lê có, nhưng mà hồi nãy mình chưa thấy chôm chôm, để coi thấy chôm chôm hiện nay, chôm chôm Thái chấp rồi, ngon lắm mọi người. Đây là ri sáo miền Tây nha mọi người. Bây giờ người ta đi siêu thị trong này cũng rất là đông. Cái này là rau củ quả. Bí rồi. Mướp. Khổ qua. 10 mấy ngàn ký, 15 ngàn ký bí. Bí đao. Khổ qua 500 gram, 19 ngàn một cây. Bí cà chua rồi. Bên kia là su hào, cải, đây, phôi mỡ 52k, bí đỏ, bí tí hon. À, cái hôm trước mình có đi vô trong khu triển lãm á mọi người. Cái gì vậy? À, trái cây á mọi người, khu cái này bắp gì, bắp organic này, sao có cái màu đỏ lạ ta. Bí này bí tí hon nè, hôm trước đi trong lễ hội trái cây ở Suối Tiên có nha các bạn. Cái đó ở bên này nè. Rau củ quả rồi, chả thiếu cái gì. Chả thiếu một cái gì. Mọi người muốn mua hải sản thì nó nằm ở khu dưới kia, khu hải sản nó nằm dưới này. Hải sản ở dưới kia là khu hải sản nha các bạn. Cà rốt ở Đà Lạt 35k. Su su 29k. Su hào xanh 26k. Củ dền 25k. Khôi mỡ 35k. Khôi tây vàng 45k. Khôi tây đỏ túi 39k. Khôi tây vàng của Mỹ 42k. Giống này giống Mỹ nhưng mà trồng ở Việt Nam. Rồi quay sơ sơ cho quý vị xem thôi. Khu này là khu rau nha các bạn. Rau gì? Giá rồi người ta cũng làm sẵn luôn à. Lá rồi không có thiếu một cái lá vậy. Măng tây rồi các kiểu rồi. Măng tây mắc à. 40 ngàn luôn. Mà bắp này là bắp Mỹ. Đây ở đây cái rau trùm ngay nè. Cái rau trùm ngay là gọi là rau có cái rất là nhiều cái hàm lượng vitamin trong đó. Kiểu như ở đây là rau người ta làm sẵn hộp đó. Ăn lẩu hay là luộc đồ sẵn luôn. Bông điên điển. Nhưng mà cái giá nó cũng mắc đó, không rẻ nè.
Ồ, mà ở đây là rau củ quả nhập khẩu nha, không phải của Việt Nam nha mọi người. Bông atiso của Úc. Wow. Đây, cái bông này 160.000 ghê ta. Wow, mắc quá, 100 mấy chục ngàn không à. Không có hơi rẻ nha. Còn cái này cái gì? Toàn là 100 mấy không à, đồ nhập khẩu 100 mấy không à. Nói chung là hàng nhập khẩu là 100 mấy không, không có rẻ. Tôi bắt chảy này coi. Wow. Như cái này là 300 mấy chục ngàn nè các bạn, 300 mấy chục ngàn một ký. Như cái này là nửa ký là 187 ngàn. Hàng nhập khẩu mắc quá ha. Bắp chuối người ta trồng theo cái kiểu organic. Bắp chuối. Nói chung trong đây là không thiếu một thứ gì hết. Nhưng mà rất là mắc. Được hơn nhưng mà rất là mắc nha. Thì là nè, thì là một chút xíu là 79 ngàn nè. Đó các bạn, so sánh giá ở cái truyền thống, chợ truyền thống mình với là cái siêu thị là rất mắc. Ồ, cái dây đông này, rau gì chicory 40 mấy ngàn một ký này, nhiều là cho bông lạ quá. Không thiếu một cái gì luôn. Không thiếu một cái thứ gì quý vị.